Bạn đang xem Người đưa tin TV. Chợ Ninh Hiệp được biết đến là khu chợ sầm uất nhất miền Bắc, khiến nó luôn trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Bên cạnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bày bán tràn lan như trong bản tin Hà Nội cần làm gì để chợ Ninh Hiệp văn minh trật tự mà truyền hình Người đưa tin đã đưa, thì công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ vẫn là nỗi lo của nhiều người. Đến chợ Ninh Hiệp những ngày cuối năm, khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người mua kẻ bán tấp nập, hàng hóa tràn ngập trong các cửa hàng, trên vỉa hè, dưới lòng đường. Có lẽ do sự đa dạng và giá thành hợp lý nên nhiều người mua sẵn sàng chen chân trong đám đông để chọn cho được món đồ ưng ý. Và cũng có lẽ do quá đông khách nên nhiều tiểu thương ở đây cũng quên mất việc phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo quan sát, hàng trăm gian hàng với diện tích không lớn nhưng chất nhiều hàng hóa nằm san sát nhau. Rất khó để nhìn thấy những chiếc bình cứu hỏa. Ở những khu vực để bình cứu hỏa chính thì đã có những biển cấm, nhưng quần áo vẫn được chất đầy xung quanh như thế này. Chưa kể đến việc nhiều bình chữa cháy được bày trong các cửa hàng có dấu hiệu hết hạn. Theo Điều 15 Thông tư 52/2014/TT-BCA về bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy, nếu bên ngoài thân bình bị rỉ sét, ăn mòn nhiều thì phải loại bỏ. Sau 5 năm tính từ ngày sản xuất, bình chữa cháy phải được bảo dưỡng định kỳ. Cùng với đó, theo Điều 41 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và Bộ luật Hình sự năm 2017 có quy định, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm về phòng cháy chữa cháy có thể bị xử phạt đến 25 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 7 đến 12 năm. Hàng hóa thì dễ bắt lửa, bình chữa cháy thì cũng cũ hỏng. Còn đây, dù trước mặt là biển cấm hút thuốc, nhưng nam thanh niên này lại vô tư hút thuốc trong chợ. Một số gian hàng còn có cả chỗ để nấu nướng trong một khoảng không gian chật hẹp, xung quanh là quần áo, vải vóc với giá trị lớn. Với khẩu hiệu in khá rõ ràng trước cổng chợ, quyết tâm xây dựng chợ Nành Ninh Hiệp an toàn, văn minh, hiệu quả. Thế nhưng dường như khu chợ này lại không thực sự an toàn như chính khẩu hiệu của nó. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho tiểu thương và du khách thập phương, để Ninh Hiệp luôn là điểm đến an toàn, văn minh, thiết nghĩ, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần sớm vào cuộc để thanh tra toàn diện, xử lý, giải quyết triệt để tình trạng trên. Truyền hình Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.